hơi từ vựng. One, two, three, four, five, seven, eight, nine, ten. Sẽ tự giới thiệu về bản thân, sẽ giới thiệu qua 10 câu hỏi. Câu thứ nhất là giới thiệu về tên là name. Câu số 2 là bạn đến từ đâu là from. Câu số 3 là hỏi về tuổi, old. Câu số 4 là hỏi về công việc là job. Câu số 5 hỏi về số điện thoại, phone. Câu số 6 là hỏi về email, email. Câu số 7 hỏi về gia đình là family. Câu số 8 sẽ hỏi về sở thích của mình. Mình sở thích là hobby. Câu số 9 là hỏi về thói quen thường ngày, sẽ là daily routine. Câu số 10 sẽ hỏi về thời gian rảnh thì bạn sẽ làm cái gì, là free time.